rằm tháng tư Đức Phật ra đời, rằm tháng tư tại vườn Lâm Tỳ Ni, Tất Đạt Đa từ bi giác ngộ. Phật dạy rằng không làm khổ mình, Phật dạy rằng không làm khổ người, Phật dạy rằng không làm khổ chúng sanh. Tâm sáng suốt, niệm Pháp tâm chân chánh, niệm Tăng tâm thanh tịnh, niệm Giới rằm tháng tư ngày kỳ diệu, rằm tháng tư đón mừng Phật đàn, rằm tháng tư huyền vi nhiệm màu, Tất Đạt Đa Thích Ca Mâu Ni Phật. Mừng Phật đàn đấng từ bi ra đời, xuống trần huyền vi nhiệm màu, nén hương thơm kính dâng Phật tổ, đạo màu sáng tỏa từ quang rạng ngời. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.